Nó sạc từ trên kia xuống rồi ta. Hôm qua thì nghe nói tìm được mẹ của em Phúc đó cả nhà. Hôm nay như còn 9, 10 người gì đó mà vẫn đang tìm kiếm à. Mình tới đây cũng không ngờ là nghĩa là nó sạt lở khủng khiếp như vậy luôn. Không phải xe vô kinh khủng cả nhà. Ở xe quá trời lại. Còn sống, còn ở nhà thì nó quả đấy mà không còn sống ai mình đi. Trời sớm về đi xem
thằng em trộm ngoài này nó sạc, kiểu sạc mà điện thoại nó hết sóng, không có sóng nữa. Thế là bảo xem thằng em còn sống hay chưa, thằng em bị sạc mất rồi. Nhà mình thì bảo đảm, nghĩa là về nó úp sau, mày qua đi, qua là úp luôn. Mất 5 người. Tìm được hết rồi hả anh? Hết rồi, hôm qua vừa làm đám rồi cả. Vâng, hết rồi. Còn em thấy cái thằng bé nhưng mà kiếm xác mẹ nó là không. Nó bé thằng mình thì là 38 ngày. Nhà mắc 5 người, ngay trong là ngủ rồi. 5 người mất nhà rồi luôn. Hôm qua vừa mượn đồ đi làm đây. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Còn tin không? Mất 5 người luôn hả? Vâng ạ. Bữa qua tìm được 6 người, mất 5 người. 7 người ạ, nó 7 khẩu ạ. Tìm báo ký là trong nước có 4 ký đồ mũ ở đâu. Hôm qua con mới mượn đồ để làm được đá. Bây giờ còn anh với ai nữa? Còn một thằng con đứng thứ hai. Con cả với con út mất. Bây giờ đoàn thầy đến ủy ban nhân dân thị trấn Phố Ràng, tỉnh Lào Cai cả nhà ơi. Con đi đâu? Tinh thần Lê Văn Giống, Nguyễn Văn Trường, Tính Lập, Vô Trường, Hai Di Đà Phật, Hai Di Đà Phật, Hai B, tổ Hai B là Hoàng Văn Luyện, cảm ơn nhé. Đây đúng không ạ? Nguyễn Văn Lương, Đinh Thị Thúy, Lương đây, Thúy đây, Lương Thúy đây, được rồi. Tổ 3A, Vũ Hữu Đoài, đâu ạ? Đinh Quang Hải, đây ạ. Trần Mạnh Luân, Nguyễn Văn Trình, Trần Văn Chánh, Trần Văn Chánh đâu ạ? Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Vũ Hồng Hiền, Đào Thị Hằng, Hoàng Văn Huyền, Trần Văn Tuấn, ạ? Nguyễn Thị Nhà, Hoàng Thị Thúy Vân,